Còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên ngay từ giờ thì nhiều người dân đã bắt đầu tìm hiểu và quan tâm đến việc mua vé tàu về quê dịp Tết. Và một thông tin vui đối với các hành khách là dịp Tết năm nay, công ty vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức hơn 30 đôi tàu chạy thường xuyên và cách Nhật. Theo đó, từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2016, công ty vận tải đường sắt Hà Nội có 15 đôi chạy thường xuyên, bao gồm chạy 10 đôi tàu suốt Hà Nội Sài Gòn, cách Nhật tuyến Hà Nội Nha Trang Thanh Hóa Sài Gòn tổ chức chạy một đôi tàu, tuyến Vinh Sài Gòn Thanh Hóa Sài Gòn chạy 2 đôi tàu. Sau thời gian nghỉ Tết từ ngày 11 tháng 2 đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2016, đơn vị tổ chức chạy 15 đôi tàu, trong đó tuyến Hà Nội Sài Gòn chạy 10 đôi tàu suốt thường xuyên và một đôi tàu cách Nhật. Từ đầu tháng 10, đường sắt Hà Nội đã bán vé tàu Tết qua mạng và các điểm bán vé. Đối với các đoàn tàu thống nhất số chẵn chạy trong thời gian cao điểm trước Tết và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết, công ty quy định chuyển đổi giường tầng một toa xe nằm điều hòa thành 3 vé ngồi. Giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng, đối với ghế phụ giá vé bằng 80% giá vé ngồi cứng.